Như các bạn cũng biết ha, tháng 9 năm 2024 á, là mạng 2G sẽ tắt. Cái việc mà các bạn sử dụng những thiết bị 2G từ thời xa xưa á, thì nó sẽ đi vào dĩ dãn thì nó chỉ còn là cái điện thoại cục gạch thôi. Và những cái bạn nào mà yêu thích sử dụng những cái chiếc điện thoại nhỏ gọn để nghe gọi ha, thì hiện tại các bạn nên mua điện thoại nào? Mình đây, mới ghi gì thêm một em ha. Đây là một cái điện thoại Nokia 215 4G, giá của nó chưa đến một triệu, cụ thể là mình mua 990.000. <laughs> giá chưa đến một triệu cụ thể là 990.000 thì cái mức giá này á, thì các bạn sẽ có một cái điện thoại có 4G có lắp được thẻ nhớ nhưng mà không có camera nha tại vì những cái điện thoại này á, camera mình thấy nó cũng không có được cần thiết mấy nha các bạn ngoài phần ngoại quan thì các bạn thấy đây là một cái phần hộp điện thoại cũng căn bản thôi thì bây giờ mình cùng các bạn tham khảo xem lại cái điện thoại Nokia 215 4G này nó có những gì và nó có đáng để các bạn đầu tư sử dụng lâu dài không ha và đây các bạn đây là cái phần hộp của chiếc điện thoại Nokia 2154G ha Nokia thì cái điện thoại này cũng mới sản xuất thôi các bạn nhìn ở ngoài là màu xanh thì như mình mua cái phiên bản màu đen ha sản xuất là tháng 3 năm 2023 và ở đây họ để là năm sản xuất là năm 2023 thì cũng mới sản xuất cái đoạn nhé các bạn và đây là cái phần hộp của những thông tin để thì đủ hết mở ra là do mình trải nghiệm bây giờ hơn một tháng rồi các bạn thì các bạn thấy là nó cũng sẽ có bị sức dâm ở cái phần màn hình ha sẽ lấy ra cho bạn ha bên trong thì không thể nào không có một cái cục sạc và tuy rằng điện thoại giá rẻ thôi nhưng bây giờ cũng vẫn giữ tặng là tai nghe nha các bạn tai nghe của Nokia tặng thì nó cũng chắc phát ngắt hơn so với những cái điện thoại khác giá rẻ mà tặng các bạn chắc âm nghe cũng ok đó đây thì có sách hướng dẫn sử dụng cho các bạn ha sách thì đương nhiên là hàng chính hãng rồi thì họ sẽ có tiếng Việt đầy đủ cho các bạn về thông tin hướng dẫn sử dụng như thế nào đấy, bảo hành như thế nào đấy thì đầy đủ một đống ở đây. Thì các bạn nào quan tâm thì đọc ha. Bên đây nữa. Thông số như thế nào đấy thì họ để rất là đầy đủ ha, hướng dẫn sử dụng nhanh. Sạc này là sạc micro USB nha các bạn. Và cái sạc này nó có cái công suất của nó là 0.55A 2.75W. Và đây các bạn, trên tay mình đang là Nokia năm bốn g thì các bạn thấy ha một cái thiết bị điện thoại cầm cực kỳ là nhỏ gọn nha các bạn. Cầm trên tay mình nè ha cực kỳ là nhỏ gọn luôn mình có xài cái 105 để mình lấy cho các bạn xem ha và đây các bạn các bạn thấy cái phần 105 của mình đây thiết kế của nó dường như là ngang bằng với nhau luôn nhưng mà cái độ dày của 105 lại dày hơn ha và cầm 105 thì nó nó kỹ kiểu nó nó sẽ khét hơn so với lại là, là, 215 và cái phần màn hình của 215 thì nó đã lớn hơn rất là nhiều nha các bạn các bạn thấy đây cái 105 này mình xài cũng được hơn một năm rồi các bạn thấy như thế nào ha cũng còn khá là được ha các bạn thấy ha ở phần mặt trước của nó là một cái phần màn hình có kích thước là 2.4 inch Và cái phần màn hình này thì là cái màn hình độ phân giải cũng khá thấp thôi các bạn 240 x 320 pixel Với cái phần màn hình này thì đủ để các bạn xem được cái thông tin trên màn hình ha Để các bạn xem được thông tin nó rõ và nó không có bị mờ cũng giống như nó không bị tối quá Đây là một cái phần màn hình nó bình thường thôi TFT LCD bình thường nhưng mà cái độ hiển thị của cái phần màn hình này mình đánh giá cũng khá là tốt trong cái tầm giá nha các bạn ngoại quan thì các bạn sẽ thấy là cái phần bàn phím này á thì các bạn thấy là cái phần bàn phím của nó là bàn phím dạng là nổi nên cái việc mà các bạn bấm thao tác á có logo Nokia ở đây ở dưới đây thì nó sẽ có một cái phần mít thoại nữa ở trên thì có một cái phần lo thoại ha và cạnh trên thì có phần đèn pin tuy nhiên ha để mình bật đèn pin cho các bạn xem cái phần đèn pin này thì mình không đánh giá cao mấy nha các bạn cái đèn pin thì nó không được sáng mấy nha các bạn ở mức là vừa phải thôi chứ nó không được sáng máy cái gọi đèn đi thì cũng ok đấy chứ nó không thành vấn đề và có một cái dắt 3.5 để các bạn kết nối với tai nghe ha và cạnh dưới thì nó có cho các bạn là một cái cổng sạc micro USB ngắp lưng thì cũng thiết kế là có một cái phần lo ngoài để các bạn có thể là nghe nhạc đàm thoại nó có một cái chấm nhỏ r lên để khi mà các bạn để lên phần mặt phẳng á thì cái phần lo này nó không bị tịch ha khi mà các bạn nghe nhạc thì cũng khá là thông minh thiết kế bên ngoài như vậy đó các bạn còn bên trong thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem đây là cái phần bên trong ha thì các bạn thấy thì nó sẽ có một cái phần viên pin và có hai khe cắm sim thì hiện tại mình đang cắm một khe sim vô có khe cắm thẻ nhớ ở đây thì hiện tại mình cũng đang cắm test là một cái thẻ là 8 g nữa về pin đi pin thì cái mã pin đây các bạn mã pin ha là bl 4 vkl ha pin này thì để có dung lượng là 1150 nghìn một pin là 3.7V về phần ốc thì mình thấy nó dẫn sử dụng là cái loại ốc 6 cạnh nha các bạn và bây giờ mình sẽ đậy lại nha Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên nha các bạn. Một cái tiếng chào rất là quen thuộc ha. Mình có để lời chào luôn tên mình. Nó xong rồi, khá là nhanh nha các bạn. Sơ lược một chút về cái phần cấu hình cũng giống như là cái hệ điều hành trên cái máy này á thì nó sử dụng một cái con chip là Unisoc UMS9717 và nó sử dụng cái hệ điều hành đó là CG30 cộng cũng giống như bên trong thì nó cũng có game là 64 MB và bộ nhớ trong là 128 MB ha hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 32 GB và nó có kết nối Bluetooth là 5.0 và nó có khả năng lưu trữ danh bạ là 2000 số điện thoại đó là nguyên sơ lược ha bây giờ mình sẽ đi vào cái phần menu chính thì các bạn sẽ thấy là menu chính thì nó sẽ có cho các bạn là cuộc gọi nè cũng giống danh bạ nghe nhạc thì nếu mà các bạn có nhạc thu trên đây sẵn thì các bạn cũng có thể là nghe luôn ha thì bấm vô thì nó tạo một cái bộ sưu tập thì các bạn nghe luôn ở đây tiếp xuống nữa các bạn có phần radio nè phần tin nhắn và phần internet ha internet này thì mình thật sự là mình nói với bạn thì nó có để cho nó vui thôi cái việc mà khả dụng mà để sử dụng và lướt web trên cái phần này thì mình thấy có thể là tìm kiếm về thông tin kết quả sổ số cũng được hay là về thông tin căn bản thôi còn nếu mà sử dụng chuyên sâu thì mình thấy nó không không có khả dụng gì mấy mà ở đây thì mình thấy nó có là Facebook Facebook thì mình đăng nhập vô mình xài thì mình thấy nó cũng kiểu nó nó, nó lờ mờ lắm các bạn nó không có gõ hình đâu thông tin nó không đầy đủ đâu ở đây cố gắng xong ngồi một cái trò chơi mà mình thấy nó miễn phí và các bạn có thể giải trí được dễ dàng như cái trò chơi này ha con gắn của nó cũng thiết kế là mập mạp hơn và các bạn thấy những cái đường nó màn hình rộng mà chơi cũng thích hơn nha các bạn kéo xuống đây tí thì các bạn sẽ có một cái phần cài đặt cài đặt này thì nó sẽ chia thành cài đặt hệ thống phần mềm kết nối cá nhân các kiểu cái phần cài đặt này mình sẽ không nói nhiều mình sẽ có một cái phần video chia sẻ sao cho các bạn và tiếp theo là cái phần này thì cái này các bạn có thể là xem cái video gì đấy ha những cái này là hoàn toàn là tốn tiền nha các bạn cái này mình nếu mà các bạn bấm vô là có thể là tốn tiền đó nha và tiếp theo ở đây mình thấy có một cái phần mềm các bạn có thể là chơi thử được bốn lần miễn phí nè hay là mua 20.000 ha cái này là nếu mà bạn nào mà tài khoản của tiền đưa cho nick chơi là có thể là dễ dàng tốn tiền lắm nghe bạn con bằng mới nè nó à ninja có nghĩa là kiểu giống như phi tiêu các bạn ha ở đây thì có một cái trò nữa là cái trò kiểu đua xe các bạn chơi thử ba làng nó các bạn thấy không đó kiểu chơi trò tránh né xe đó cũng là 15.000 <laughs> cho cái trò này ở đây thì mình thấy có trò chơi thì trong đây ngoài ra thì các bạn thấy không? Còn một núi trò chơi luôn nhưng mà các bạn chỉ chơi được thử nhiêu? ba lần hạt bốn lần thôi. Nó các bạn thấy không? điểm này tổng cộng là 2 4 6 7 thêm 7 trò nữa. Cũng rất là nhiều trò đúng không các bạn? Đây rất là nhiều trò. Thì bấm vô các bạn có thể là chơi thử, chơi thử thôi nha. Đây các bạn chơi thử thôi. Nó. Nó cũng rất là hay ha. Nếu mà mua mua đứt luôn cũng hay. <laughs> Đó các bạn thấy không? ở à đây thì mình chơi rồi còn hai lần các bạn thấy à, cái này nhiều trò chơi ha kể cả mình thấy có như đá bóng này. chơi thử cho bạn xem ha đó. nó nó gì đó các bạn đây cái này nhiều trò nhiều trò phết đấy thì uh, các bạn mua tốn tiền nếu mà mua hết chơi miếng dạng trò chơi này cũng một bộn tiền nha các bạn cho em bé nít chơi là nó hay bị dính lắm ở đây có một cái phần ghi âm và phần mở rộng này thì các bạn có thể là bấm đồng hồ à, bấm giờ ha hay là bộ tính giờ hẹn là có đèn pin bộ chuyển đổi trọng lượng độ dài thể tích gì đấy nhiệt độ gì đấy ha và đây thì có đèn pin nè các bạn có lịch có bộ điểm thì cái bộ điểm thời gian dữ liệu nè cũng như cuộc gọi cái này là của sim nhé các bạn tập tin thì các bạn sẽ thấy là thẻ nhớ nè và bộ nhớ máy thẻ nhớ thì gắn vô thì các bạn có thể là xem được hình ảnh video bình thường nhé các bạn đây hình, hình ảnh đây hình con gái mình thể xem được bình thường đây bạn thấy ha đó. <laughs> đó. xem hình ảnh bình thường nha các bạn nhưng mà không có chụp hình về phần nghe nhạc thì uh, trong cái phần này các bạn cũng có thể là nghe nhạc được luôn về phần nhạc thì các bạn bấm vô thì các bạn thấy nhạc ha mà bấm vô để mà nghe ở đây thì âm lượng ở đây có 9 cấp có thể nét bài hạt giảm âm lượng ha đó bạn thấy hay không về phần thẻ nhớ thì các bạn có thể là chép nhạc vô thoải mái luôn đó các bạn thông tin thì cài đặt của nó thì chỉ bao nhiêu thôi đó là về phần thông tin sơ lược về những cái phần mà các bạn có thể là tìm hiểu thấy được trong cái máy này còn về phần nghe gọi thì sao các bạn nghe gọi trên cái máy này thật sự là không làm cho các bạn thất vọng đâu mình điện cho các bạn xem thử ha 900 thử cho các bạn nghe các bạn cũng có thể là ghi âm cuộc gọi luôn nha khi mà bấm tắt thì bạn có thể là lưu cái phần file âm đây còn về phần micro thì mình sẽ test thử cho các bạn trong cái phần ghi âm mà ở đây nó có một cái phần ghi âm đúng không mình sẽ test cho bạn xem thử nha hai các bạn âm thanh mà các bạn đang nghe thì đang được ghi trực tiếp bằng một cái điện thoại Nokia 215 4G các bạn thấy như thế nào âm mà ghi từ cái điện thoại này thì nó đã trong trẻo như vậy rồi cái việc mà các bạn đàm thoại bên kia họ nghe thì cũng đã trong trẻo như vậy đó các bạn nó sẽ không khác nhiều đâu và cái âm thanh mà cái máy này phát ra thì cũng đủ lớn và đủ trong trẻo kể cả các bạn nghe gọi thì cũng vậy ha về phần cài đặt á, thì các bạn cũng có thể là nếu mà các bạn muốn gọi các bạn nó trong trẻo hơn thì ở đây mình thấy nó có một cái phần là nè VOLTE các bạn bật cái phần này lên ha thì các bạn sẽ nghe gọi được nó rõ ràng hơn còn bình thường mình thấy nó ok rồi nó mình thấy nó không cần đó bạn thì mình có thể là tắt đi ha mình tắt đi mình không cần mặt chi còn về phần thời lượng pin đi có những cái bạn đánh giá là cái điện thoại này thời lượng pin của nó dùng nó không thực sự tốt thì mình bạn về ha bạn test cái bạn sạc nhồi tầm khoảng dài lặng đi thì nó xài nó sẽ cải thiện hơn ban đầu mình mua về mình xài thì tầm khoảng được hơn hai ngày ba ngày gì đấy tuy nhiên thì bữa giờ mình sạc mình xài được khoảng hai ba lần thì mình thấy nó duy trì được khá là tốt nha bạn duy trì được khoảng bốn năm ngày nếu mà các bạn ít nghe gọi ha các bạn để nhận cuộc gọi các bạn nghe gọi ít còn nếu mà các bạn nghe gọi nhiều maximum ha một ngày các bạn trò chuyện nó nhiều các bạn điện công việc hay làm việc nó nhiều ha các bạn giao tiếp với lại khách hàng các bạn công việc hay là những cái bạn nào mà chuyên buôn bán gì đấy muốn nghe gọi nhiều thì mình thấy nó cũng ở cái mức lại cũng như nào bạn tầm khoảng một ngày hơn ha một ngày hơn nếu mà gọi maximum luôn nha thì khoảng một ngày hơn thì nó mới hết pin nha các bạn các bạn thoải mái thôi thì điện thoại bây giờ thì vậy đó các bạn ít có cái nào mà xài lâu giống như cái điện thoại 2G hồi chào xưa còn nếu mà các bạn muốn nó hoạt động lâu nữa trong thời gian này nữa thì các bạn bật, bật phải sang chế độ là 2G, 3G Thì đương nhiên cái, cái âm thanh của gọi nó sẽ nghe không trong trẻ các bạn Và cái việc mà nó tiết kiệm pin hơn tí thì mình thấy nó cũng xứng đáng đâu các bạn cứ để xài nó maximum đi còn một chút ha cái điểm mà mình chưa hài lòng trên cái điện thoại này là những cái điểm gì thứ nhất á, là cái phần giao diện này nè các bạn điện thoại này là một cái điện thoại cơ bản để người dùng xài các bạn có thể là mua tặng cho ông bà hay là cha mẹ được hay là các bạn bạn thân các bạn mua xài được hay là những người lớn tuổi xài được tuy nhiên á các bạn thấy cái phong chữ nó không nó rất là nhỏ các bạn không thể nào mà tùy chỉnh được cái phong chữ nó rộng hơn ha nó lớn hơn để các bạn xem các bạn thấy cái phong chữ của nó kể cả các bạn bấm vào trong cái phần danh bạ đi ha chẳng hạn đi thì các bạn thấy là cái phần phong chữ của nó nó hơi nhỏ đối với mình là nó hơi nhỏ nha các bạn nhìn nó sẽ hơi nhỏ những người nào mà mắt hơi kém tí thì sẽ nhìn không thấy giá như mà nó có tăng cường thêm cái phong chữ nó lớn hơn tí á, thì mình thấy nó ok ở trong cái phần này á, hình nền của nó cũng giống như là cái kết nối của nó thì mình thấy nó không có nhiều không có nhiều quá đắt diễn cho các bạn chơi được với lại cái máy này ha nó ít nó ít đắt diễn đi các bạn chơi được với lại cái máy này tuy nhiên á, thì các bạn cũng có thể là cài hình các bạn lên để cho nó sinh động hơn ha sử dụng điện thoại smartphone chụp một hình thật sự đẹp và cài làm hình nền thì mình thấy cũng ok không thành vấn đề một cái điểm nữa mình chưa thích á, là cái đèn pin trên cái phần điện thoại hai một năm này các bạn thấy ha cái độ mỏng của nó khá là mỏng đồng nghĩa với cái việc là khi mà họ tích hợp với cái đèn pin các bạn thấy không cái nhãn led nó có chút xíu xíu à chiếc ti vậy nè và các bạn thấy là cái phần Nokia 105 thì nó đã là cái phần led chà bá bự thì bây giờ mình sẽ thử bật lên cho các bạn xem ha nó cái điểm gỗ gạch nhất là các bạn thấy hai cái phần đèn pin này cái đèn pin 105 nó sáng hơn khá là nhiều ha cái đèn pin 103 này mình trẻ mình xài được mình gọi đường đi được Tuy nhiên những người lớn tuổi thì mình thấy nó hơi gà mờ quá Nó hơi không đủ sáng với như cái nhân led này nó hơi lớn một tí ha Thì nó sẽ sáng hơn Thì cái đó là một vài điểm thôi Đèn pin mà mình thấy những người lớn tuổi Hay là những anh em mình xài đèn điện thoại mà loại ghẻ như vậy Thì cái đèn pin nó mình nặng dụng khá là nhiều Để mình gọi mình sau đi đường ha Hay là mình dùng trong những cái trường hợp mà cần một cái đèn chiếu sáng Thì mình thấy hai một năm này Cái cái chiếu sáng của nó hơi thấp đó còn về phân lực sử dụng thì mình thấy đa phần thì nó sẽ hơn so với lại 105 khá là nhiều. Về phần màn hình nè, về tính năng cũng giống như là sử dụng thì mình thấy nó hơn rất là nhiều. Kể cả thời lượng pin nhưng các bạn chỉ sơ lược nhiều thôi. Đó là những cái điểm mà mình chưa thích về cái Nokia 105 4G này. Còn về phần mức giá thì cái giá hiện tại đâu đó tầm khoảng gỡ 990 ngàn cho điện thoại chính hãng nha. Còn điện thoại mà hàng nhái, hàng pha ke tầm khoảng 200 mấy, hoặc 500, 400, 700, 600 gì đấy thì mình không nói tới. Tại vì đó là hàng dựng, hàng ta ke hoặc là hàng cũ mà họ thay vỏ họ bán cho anh em Nên khi mà mua điện thoại Nokia thì chú ý ha Thương mại điện tử bây giờ mình thấy nó khá là nhiều hàng nhái hàng giả Nên mình sẽ để link trực tiếp cho các bạn đến Thế Giới Động luôn hay là Điện Máy Xanh luôn để các bạn đặt mua cho nó yên tâm giá nó hơi cao tí nhưng mà cái chế độ bảo hành của nó của hậu mãi thì các bạn biết rồi thế giới động thì nó sẽ ok hơn hay mình sẽ để liên dẫn đến thế giới động cho các bạn mua nha sơ lược một chút về cảm nhận ha cái máy Nokia 2154G này thì nó sẽ phù hợp với ai theo mình thấy phù hợp những người nào mà đã có điện thoại cảm ứng smartphone rồi tuy nhiên càng một cái điện thoại ghi để nghe gọi công việc làm ăn hay là càng một cái điện thoại nghe gọi thật sự tốt để bỏ túi nhỏ gọn mang theo sử dụng ha hay là những anh nông dân hay là những người mà làm ngoài đồng ngoài ruộng làm hồ làm những công việc mà nó nặng nhọc tiếp xúc với nước hay là tiếp xúc với máy móc nhiều điện thoại smartphone thì nó sẽ không chịu nổi đâu mà những cái chiếc điện thoại Nokia như vậy là một cái điều mà nó cho bò nó chịu được cái điều đó các bạn mua các bạn bỏ các bạn nghe gọi ha sử dụng thì mình thấy đây là một cái điện thoại phù hợp giá của nó cao không 990 ngàn các bạn có thể là mua một cái smartphone đời cũ hay là cũ rồi Tuy nhiên á, cái khoản đầu tư nó sẽ trên lệch smartphone thì các bạn mua chuyên về giải trí còn đối với điện thoại này thì các bạn mua để nghe gọi để làm ăn công việc nó nhiều mình không so sánh về hai vấn đề đó mức giá nó có thể cao hơn những cái hãng của Trung Quốc khác Tuy nhiên về cái giá trị sử dụng và cái độ bền theo thời gian thì mình nghĩ Nokia nó ăn chắc các bạn. Nokia mình mua cái 105 thời 2G cho mẹ mình dùng. Đến thời điểm hiện tại tầm khoảng cỡ năm mình mua 2018 với phiên bản 2018 mới ra là mình mua. Hiện tại là 2024 mà mình chỉ mới thay pin thôi nha các bạn. Xài 6 năm. Còn cái điện thoại mà mình mua thường thường điện thoại mà kiểu Trung Quốc 4G xài khoảng 1 2 năm mình nghĩ nó sẽ rất là nhanh hư, rất là nhanh xuống ha chắc có lẽ là cho cái cấu hành linh kiện không giống như là kết cấu của nó thì nó sẽ nhanh hư hơn, hơn so với lại Nokia. Các bạn đầu tư một lần, các bạn nghe gọi các bạn cảm thấy nó phù hợp với các bạn ha. Nghe gọi luôn mực mà, trong trẻo à, Nokia mà bền, nghe gọi trong trẻo, dung lượng pin thì cũng vừa phải, đủ xài, không quá khách cò đâu, cũng không quá tệ đâu. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn về Nokia 2184G này, nhớ ha. Link để dưới phần mô tả, bạn nào quan tâm thì bấm vào tham khảo và mua. Cảm thấy video hay thì nhấn like share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.